cái lăn mụn. Kích thước của nó thì dài 12 cm, nặng 38 g, chất liệu bằng nhựa cao cấp và khung lăn inox. Thì các bạn quan sát ở đây nó có hai cái trục này, tức là nó nhân gấp đôi cái sự tác động của chúng ta lên cái mặt da, và công dụng của nó là lăn khắp trên da mặt, trị các loại mụn trứng cá, kích thích các mao mạch, mạch máu nhỏ dưới da, làm mịn da, thục dương, thích hợp với người tạng hàn. Thì các bạn lăn khắp mặt da như này, các bạn có thể lăn khắp trên da mặt để làm cho nó khí huyết lưu thông thì nó sẽ không bị mụn nữa. Các bạn lăn như này khắp da mặt được khoảng 5 đến 10 phút, một ngày làm khoảng 3 lần như vậy thì cái mụn nó sẽ giảm. Cái cây lăn mụn này các bạn có thể lăn trên các ngón tay ngón chân này, chữa tê nhức mỏi ngón tay ngón chân, thấp khớp ngón tay ngón chân, và lăn trên khắp các cổ tay này, chữa hội chứng ống cổ tay. Đồng thời chúng ta có thể lăn trên vùng cổ vai gáy để chúng ta chữa các bệnh liên quan cổ vai gáy, nó rất là nhỏ gọn, tuy nhiên là nó cũng rất là đa năng, mình có thể lăn ở bất kỳ cái chỗ nào chúng ta muốn.